Thế thì hôm nay chúng ta làm các kiểu mẫu bìa như sau. Các em chú ý nhá. Thế thì qua cái việc làm mẫu bìa đó thì các em biết được cái cách mà chúng ta có thể thao tác với các hình ở trên đây. Thì đây là một cái tờ bìa thông thường. Đấy. Thế để làm cái này thì các em phải chọn phần Insert và In Design và Design. Thì cái phần này, hai phần này rất quan trọng. Các em chú ý cho thầy, chúng ta chọn hình khối nhá. Đầu tiên chúng ta chọn hình chữ nhật. Chúng ta kẻ từ phía trên xuống cho thầy. Kẻ phía trên xuống cho thầy đến đây. Đấy. Nhá. Đến đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cho nó. Ta chọn nút nhấp chuột phải vào đây. Các bạn chọn cái nút là Edit Point cho thầy. Đó. Edit Point nha, các lớp chú ý nha. Thầy thêm một nút ở chỗ này. Đó. Edit Point. Các bạn kéo cái này dịch lên trên này cho thầy nhé. Đó, kéo cái này lên trên. Chỗ này các bạn thêm cho thầy một điểm vào đây. Các bạn kéo dịch xuống ngang sang chỗ này nhé. Đó. Xong chỗ này các bạn vuốt nó lên trên đây. Bạn vuốt lên đây. Sao cho hai cái đầu này nó thẳng hàng với nhau. Đấy, để nó tạo thành hình thẳng. Kéo, kéo cái này là để lái cho nó thẳng nhé. Đó. Tương tự cái này cũng vậy. Đấy, thì chúng ta tạo được một cái hình này. Còn tiếp theo của chúng ta là chúng ta chọn nhấp chuột phải, chọn format. Chúng ta chọn phần phim. Phần phim thì cái phần này các bạn có thể điều chỉnh sao cho cái màu sắc của nó tăng giảm dần. Đấy. Các bạn chọn cái nút là có tên là Change Fantasy. Rồi các bạn có thể thay màu cho nó bằng cách chúng ta chọn cái màu đậm lên một chút, đậm xanh nước biển. Đó. Bây giờ phần tiếp theo các bạn sẽ tạo các hình khối. Tạo các hình khối từ đây đến đây và cắt xuống dưới này cho nó thẳng hàng nhá. Rồi để làm việc đó thì các bạn có thể dùng hình chữ nhật tiếp theo. Chữ nhật tiếp theo các bạn vẽ cho thầy một cái hình, một cái hình lập hình gọi là hình thoi. Vẽ thì chọn hình thoi. Đó. Hình thoi này rất đẹp. Các bạn có thể để nó lên trên này. Đó. Sau đó các bạn nhấn Ctrl, các bạn chọn cho thầy một hình nữa. Vào đây. Các bạn có thể cho to cái hình này để cho nó đều. Hai cái này chúng ta cùng kéo. Đó. Chỗ này cũng vậy. Trước tiên khi thiết kế chúng ta phải tạo hình. Em có thể xoay cái cạnh để cho nó khớp với vào phần kia. Đấy. Rồi các bạn chọn Edit Point. Các bạn kéo cho nó đúng nhé. Phần này cũng vậy. Edit Point.
các bạn vuốt cái đường này lên trên này cho nó thẳng hàng với cái kia đó, xong ta tạo hình tiếp. Các bạn giữ gần chôn, copy nó. Các bạn thu nhỏ cái này lại để nhìn. Đó. Bây giờ ta mới thay màu cho nó. Màu này chúng ta chọn giảm dần nhé. Đấy, cái này chúng ta cho nó một cái màu xanh khác. Chỗ này chúng ta cho một cái xanh đến đây đó. Đến đây thì các bạn tạo hình cho thầy một cái hình khác nữa, các bạn chọn edit file. Vuốt lên cái chỗ ngóc này để cho nó thẳng hàng. Chỗ này chúng ta cho một cái tam giác nữa bằng cách các bạn có thể dùng đường thẳng. Chỗ này chúng ta chỉnh lại cho đẹp một chút. Chỗ này nó cũng vậy. Đấy, kéo như thế thì nó thẳng hàng. Rồi. Màu này chúng ta thay đổi lại. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ có một cái để nó vát nó.
hơi ấy một tí thì các bạn điều chỉnh lại cho nó đúng. Chỗ này các bạn cũng cho nó trên này các em đánh cho thầy chữ như này. Ở đây các bạn chọn Edit Text, các bạn đánh cho thầy chữ em đùa Sipho, em phóng to lên đó. Cái chữ này của các em để cho nó độc lập với cái hình phía dưới thì các em cũng không cần đánh đánh ở trên cái hộp khác. Thầy xin lỗi nha, thầy chỉnh điều chỉnh lại. Rồi, bây giờ các em vào Insert, các em chọn cho thầy dòng chữ này, các em để vào đây. Đó, các em gõ chữ. Sau đó thì các em chọn xuống dưới, các em gõ tiếp report, đây là làm báo cáo nhé, bìa báo cáo report. Đấy, các em ghi cho thầy 2020 2021. Đó, sau đó các em chọn cho thầy home, các em chọn cho thầy ra giữa, chọn cho thầy nó giữa nhá. Rồi bây giờ cái hình này bây giờ nó màu trắng cái nền thì các em chọn bên này cho thầy. Đấy, rồi chữ này các em cho chữ màu trắng. Đấy, các em phóng to lên. To lên để chúng ta bố trí cho nó vào khớp của cái này. Các em có thể cho nó to lên một chút nữa. Đó. Nha. Rồi sau đó các bạn chọn cho thầy cỡ chữ, loại chữ. Bạn có thể chọn cái này nó đậm. Còn chỗ này các bạn cho nó cũng màu trắng. Màu trắng. Chọn này cho thầy. Đấy. Còn hai chỗ này các bạn chọn cho thầy màu xanh. Các bạn chọn cho thầy màu xanh nhá. Chọn màu xanh. Đó. Để nó hài hòa với cái màu xanh ở nền phía dưới. Bạn cho to này, hai cái này. Đó. Rồi cái này bây giờ các bạn sẽ bỏ đường viền đi, cách các bạn chọn vào đây, à không phải, đây là của chữ. Các bạn chọn vào hình, các bạn chọn phần line, các bạn chọn không đường viền nhé. Đấy là cái đầu tiên này. Cái thứ hai, bây giờ ta bỏ hết đường viền đi. Bỏ hết đường viền. Rồi, cái này ta cũng bỏ hết đường viền đi. Rồi cái chỗ này các bạn edit point lại cho nó khớp vào.
hỏi cho không có khoảng trắng nữa. Chỗ này các em cũng làm như vậy. Thẳng góc ra. Đó, chỗ này nữa, chỉnh nốt chỗ này. Chỗ này. Đó. Xong rồi, tiếp theo ở dưới thì các em cho một cái biểu tượng logo ở đây. Thế còn cái hình chỗ này, bây giờ chúng ta sẽ cho một cái, ví dụ chúng ta báo cáo về bất động sản chẳng hạn, thì các em sẽ chọn cho thầy bức tranh nằm bên trong. Chúng ta sẽ chọn một cái file nào đó. Đó. Một cái file nào đó mà nó liên quan đến đến một cái hình ảnh bất động sản. Đó, như này được. Chỗ này chúng ta cho cái hình này là thầy nhấp vào mà nó chưa được ổn lắm. Chúng ta chọn cho thầy hút cái góc này để cho nó khỏi có ranh giới. Rồi gần còn một cái nữa nha, còn một cái nữa phía dưới này các em tí nữa ta bỏ lại cái màu này sau. Hình này để chúng ta kéo rộng ra nhé. Động ra để sửa. Này thì cốt xuống đây. Và nó vẫn còn đang có, đang có đường viền. Này để sửa lại bằng cái đường khác. Rồi, cái ở dưới phần trắng này của các em ghi cho thầy một cái dòng chữ khác. Các em ghi dòng chữ khác nhé. Đó. Tất nhiên là ở dưới này có rất nhiều chữ tiếng Anh, ngoài tiếng Việt thì đấy. Mình ghi cho thầy là các em cho thầy một màu ở đây sao cho nó hài hòa với cái màu bên kia. Chúng ta chọn cho thầy màu vàng. Đấy, và sau đó các em để cho thầy nâu phi à cái nữa chọn màu.
ta phải bỏ cái đường viền của hộp này đi nhá. Bỏ đường viền hộp này đi, chọn này thì các em bỏ này đi đó, thì lúc này nó chữ nó sẽ như này. Từ đây gọi là một cái gọi là template hay còn gọi là cái mẫu đó. Dưới này thì các bạn có những cái dòng chữ gì liên quan đến cái công ty bất động sản này thì chúng ta cho nó xuống dưới một chút. Alo, cả lớp hiểu chưa? Rồi, ở đây thì các bạn có thể cho thêm một cái trang khác. Bạn cho thêm một trang khác. Trang khác là một thời xem có trang nào. Có thì download trên kia về. Đó. Chúng ta để cái này. Alo, cả lớp. Đây là một mẫu nhá. Alo. Vâng ạ. Rồi các em ghi cái mẫu này vào và các em thực hành luôn cho thầy. Đấy, lên cái bìa xong trông đẹp hẳn đúng không? Vâng ạ. Chỗ này chúng ta có thể thay đổi font chữ cho nó hợp lý. Chúng ta có thể chọn một font chữ khác cho nó nhấn mạnh lên, đậm chất lên. Sau đó chúng ta kéo rộng cái này ra. Đó. Ok xong các em. Có ạ. Rồi nhá. Chúng ta làm cho thầy một đúng theo cái trình tự này cho thầy cái đầu tiên đã. Xong tí nữa thầy lại sẽ làm nhiều mẫu khác nhau. Bây giờ cả lớp thực hành được không? Có ạ. Nhá, thực hành phải đẹp như thầy, nhớ chưa? Vâng ạ. Thực hành phải đẹp vào. Chứ không được là chúng ta học, chúng ta chỉ làm qua là không được, mà chúng ta phải làm cho đẹp. Đó. Cái này chúng ta cho giảm cái màu này đi được. Đó. Để các em chọn. Chúng ta sẽ làm từng cái mẫu một sáng tạo dần. Phóng to lên ta chỉnh các nút vào khớp. Bây giờ cả lớp thực hành cho thầy và nộp cho thầy nhá, trên cái nhóm của lớp nhá. Được cái nào cái, được cái nào cái nộp luôn. Bạn các bạn đều làm như thế để thầy next sang cái mẫu khác. Tức là thầy dạy các em rất nhiều mẫu để cho các em có thể tự sau này tự nghĩ trong đầu mình được. Bởi vì học thiết kế là không có gì bằng bằng cách chúng ta làm nhiều.
làm nhiều và làm thật là nó sẽ ra. Cả lớp của thầy mẫu này đẹp không các em? Có ạ. Có mỗi bạn Hiền mà đẹp à, còn các bạn khác? Vâng ạ. Vâng ạ, ngày yếu đấy em. Vâng ạ. Ờ. Nào, những bạn nào có đang... những bạn nào đang có máy rồi? Hải Nguyễn có hỏi gì thầy đấy? Vâng ạ. Ý định bảo là Trinh ấy đi tuyệt vời rồi thôi. Thôi mình cứ tập dần, tức là đầu tiên là mình học như thế thì mình sẽ làm nó sẽ đẹp lên. Còn những bạn nào kém lười thì các bạn sau này rất là khó. Vì chúng ta đi ra ngoài trường ấy, thầy nói này. À, ví dụ các em học in, nhưng mà cái phần ngành in là phần cơ bản để các em hiểu sâu. Trong các em lại giỏi thiết kế nữa thì sau này các em vào các công ty truyền thông quảng cáo, khi mà học thầy xong rồi thì chúng ta vào đấy chúng ta thiết kế thì tuyệt vời, lương lại trở thành lương thiết kế đồ họa, mà lại ngồi văn phòng chúng ta chỉ ngồi máy tính mà chúng ta thiết kế thôi. Alo cả lớp, hiểu ý thầy chưa? Vâng ạ. Đấy. Còn học in thì chúng ta vẫn học cơ bản để chúng ta làm đấy. Sau này các em có thể đổi màu nó đi, rồi lát nữa thầy lại làm tiếp một vài cái mẫu nữa. Đây nha, tất cả là từ đầu đến cuối thầy làm từ cái giấy trắng lên đấy, chứ không phải là thầy copy ở đâu. Cả lớp nhớ chưa? Vâng ạ. Làm từ đầu đến cuối đấy. Rồi thầy ghi phim này lên luôn nha, xong lát nữa lại tiếp tục nha. Vâng ạ. Được cái nào ghi cái đấy cho nó ngon nha các em nha.